Hello các bạn, mình là Soda Cherry A. Và ngày hôm nay là một cái ngày quá là chán như mình. Uống cà phê nè. Sáng hôm nay mình có một buổi học online. Và mình đã ngồi từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Nhóm mình thuyết trình đó mọi người. Có mình thuyết trình nữa. Đây là em cá bóng của mình nè. Nó tên là bóng nha mọi người. Chứ nó là cá... cái gì ta? Cá beta hay là cá chọi gì đó. Mình mua ngoài chợ vì thấy nó đẹp. Mình là một người không am hiểu về cá đâu. Tối hôm nay bởi vì cảm thấy hơi đói bụng cho nên mẹ của mình muốn đi mua bánh mì và mình cũng đã đi theo. Và buổi tối 8 giờ tối thì mọi người đi ngoài đường cũng rất là đông. Mình cảm thấy là quá là nhộn nhịp luôn. Quán nào cũng đông hết trơn á. Quán này là quán bán đủ thứ món ăn vặt này mọi người. Còn đây là đường vào chợ. Đường vào chợ buổi tối ngày hôm nay cũng đông nữa. Chỗ bán bánh mì này hình như hết rồi cho nên mình sẽ qua bên quầy bên kia. Ở đây người ta không sử dụng bánh mì tròn thường như mình thấy, mà sử dụng bánh mì loại dài á. Người ta sẽ cắt đôi ra. Và mình thấy là bánh mì kia cũng khá là ngon. Sau khi về nhà, mình phát hiện ra là máy lạnh nhà mình vẫn chưa tắt. Và úi trời ơi, sao mình lú lẫn quá vậy trời. Và thôi bye bye cho mọi người hết rồi.